Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu: Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ: Ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng: Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói: Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-xê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Người nào nói với cha với mẹ rằng: Những gì con có để giúp cha mẹ đều là co ban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống của các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Suy niệm và cầu nguyện. Người Việt Nam thường nói: Phép vua thua lệ làng, nhằm nhấn mạnh sự ảnh hưởng của tập tục truyền thống trên đời sống của dân làng, đến độ ngay cả những luật lệ của vua đôi khi cũng phải chào thua. Mặc dù truyền thống lưu truyền từ đời này qua đời khác thường là những giá trị tốt đẹp, nhưng cũng không thiếu những tập tục từ xa xưa có thể không còn phù hợp hoặc không mang những giá trị vững bền. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay cũng phê phán việc những người Pha-ri-sêu nại vào truyền thống của tiền nhân mà gạt bỏ điều răn của Chúa. Chúng ta cùng tìm hiểu về hai truyền thống sau đây. Thứ nhất là truyền thống rửa tay. Mặc dù Cựu Ước không nhắc gì đến quy định rửa tay trước bữa ăn, mà chỉ nói đến việc rửa tay sau khi tiếp xúc với những gì không thanh sạch. Trong câu chuyện tiệc cưới tại Cana, tác giả tin mừng Gioan có nhắc đến 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái. Điều này giúp chúng ta hiểu rằng vào thời Chúa Giêsu, người Do Thái vẫn còn duy trì tập tục rửa tay trước các bữa ăn. Mặc dù việc rửa tay hay các vật dụng khác như một cách thanh tẩy bên ngoài là một tập tục tốt và có lẽ Chúa Giêsu không phản đối, nhưng nếu nại vào truyền thống này để phê phán người khác, lại là điều Chúa Giêsu không chấp nhận. Thật vậy, tất cả những tập tục tẩy rửa chỉ giới hạn ở việc làm sạch bên ngoài, chú ý vào mặt hình thức, trong khi điều Chúa Giêsu đòi hỏi là sự thanh sạch của tâm hồn bên trong, nhất là trong việc thờ phượng Thiên Chúa, như lời ngôn sứ Isaiah: Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Thứ hai là truyền thống dâng cúng cho đền thờ. Theo đó, nếu một người dâng cho đền thờ một lễ phẩm thường có giá trị lớn và có đi kèm với lời thề long trọng, thì lễ phẩm đó được gọi là co ban, nghĩa là của lễ dâng cho Thiên Chúa, nên người đó không còn được quyền hưởng dùng hay hưởng lợi nhuận của lễ phẩm đó nữa, dù để phụng dưỡng hay báo hiếu cha mẹ đi nữa. Như vậy, nếu sau khi dâng cúng cho đền thờ mà người dâng gặp khó khăn, ngay cả trong việc lo cho cha mẹ,
thì việc dâng cúng xem như đã là hiếu thảo với cha mẹ rồi. Chúa Giêsu kịch liệt phản đối tập tục này, vì đối với người, điều răn thảo kính cha mẹ cần phải đặt lên hàng ưu tiên. Người ta không thể dựa vào những tập tục của truyền thống mà bỏ qua điều răn thảo kính cha mẹ là một trong thập điều mà Chúa đã truyền cho ông Mô-xê. Đối với Chúa Giêsu, những quy định của tập tục đặt người ta vào tình thế khó xử, có thể cản trở người ta thực hành điều răn thảo kính cha mẹ, nên không có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Như lời ngôn sứ Isaiah: "Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân." Bất kỳ đất nước hay nền văn hóa nào cũng đều có những truyền thống và tập tục từ xa xưa truyền lại. Tuy nhiên, không phải mọi tập tục phát xuất từ truyền thống đều tốt đẹp. Có những tập tục mang những giá trị nhân văn và nhân bản, giúp nâng cao cuộc sống con người về mặt tinh thần và lưu truyền những giá trị tốt đẹp cho nhiều đời con cháu. Nhưng có lẽ cũng có những tập tục không thật sự giúp người ta sống đoàn kết, yêu thương, bình an và thanh thản, mà còn có thể gây thêm nặng nề. Vậy dựa vào tiêu chuẩn nào để biết nên giữ lại hay cần có những thay đổi liên quan đến những tập tục trong cuộc sống của người Kitô hữu? Chúng ta không thể dựa vào đoạn tin mừng hôm nay như là tiêu chuẩn để đánh giá những tập tục theo truyền thống của bất kỳ dân tộc nào. Nhưng lời giáo huấn của Chúa Giêsu có thể giúp chúng ta chọn lựa sống tinh thần tin mừng theo hai tiêu chuẩn sau đây. Một là: luật của Thiên Chúa luôn luôn bất di bất dịch và cần được đặt lên hàng ưu tiên. Vì thế không thể dựa vào bất kỳ một tập tục, thói quen hay truyền thống nào để có thể coi nhẹ hay hủy bỏ luật của Thiên Chúa. Hai là: trước mặt Thiên Chúa, những gì phát xuất từ tấm lòng ngay thẳng, tốt lành, công chính và thánh thiện thì luôn có giá trị hơn những hình thức ở bên ngoài. Bởi những gì bên ngoài thường chỉ để làm cho người ta hài lòng, trong khi Thiên Chúa lại nhìn thấu lòng dạ con người chúng ta, và người mong chờ chúng ta sống trong tương quan với người cách trung tín và thành tâm hơn là những hình thức chiếu lệ bên ngoài. Lạy Chúa Giêsu, khi nhập thể làm người, Ngài đã sống như một con người, hòa đồng với mọi người và chấp nhận tuân theo những luật lệ và truyền thống của cha ông. Đồng thời, Ngài cũng thẳng thắn từ chối những tập tục chỉ chú trọng vào hình thức bên ngoài, mà coi nhẹ tấm lòng ngay thẳng và chân thật trước mặt Chúa, hay chỉ dựa vào những thói quen xưa cũ mà coi thường điều răn của Chúa. Xin giúp chúng con biết tôn trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của cha ông, nhưng luôn ưu tiên giữ giới răn của Chúa, hết dạ mến Chúa và thành tâm yêu người. Amen.